Rồi là, vô là. Rồi hello bạn, hôm nay mình có một buổi tập trực tiếp với bạn Phạm Thành Nhân ở sông Hinh 2K5 để tập trong nhóm tăng chiều cao để lên được 7 cm, từ 1m58 lên 1m65 ha. Thì hôm nay tụi mình sẽ hướng dẫn cho bạn Nhân một set tập superset mới. Thì superset là gì? Là phương thức kết hợp nhiều bài tập trong một hiệp mà không có thời gian nghỉ. Nó sẽ bao gồm bài thứ nhất là 5 nhảy cao, và bài thứ hai là 5 bật xe, và bài thứ ba là 10 cái nhảy đảo chân. Lặp đi lặp lại 3 bài đó đến khi nào mà chúng ta không tập được nữa là một hiệp nha. Rồi chuẩn bị nè, đầu tiên là 5 nhảy cao này, chuẩn bị 1 2 3 4 2 3 4 5 rồi 5 bật xe. 1 2 3 4 5 rồi 10 cái nhảy đảo chân tại chỗ. Nhảy 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi lặp lại 5 nhảy cao. 1 2 3 4 5 rồi 5 bật xe. 1 2 3 4 5 rồi 10 nhảy đảo chân tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi. Rồi thì là các bạn tập như thế, tập lặp đi lặp lại bài này đến khi nào mà chúng ta không tập được nữa là một hiệp nha. Thì cái bài này là cái set tập thứ 3 của bạn Nhân rồi, tức là trước đó bạn Nhân đã quay với mình 3 video trước đó rồi, cho nên là bạn ấy khá là mệt. Thì làm mẫu gì thôi, các bạn chỉ cần tập một hiệp đến như vậy, lặp đi lặp lại bye bye đến khi nào mà không tập được nữa là một hiệp nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn.